liệu rằng U23 Việt Nam có thể tái hiện ký ức Thường Châu 2018? Gặp lại đối thủ U23 Iraq tại tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ bùng nổ để đáp ứng tình yêu của người hâm mộ. Cầu thủ chúng tôi sẽ thể hiện một bộ mặt khác khi ra trận tứ kết. Cùng chờ đợi màn tỏa sáng của các ngôi sao đội tuyển U23 Việt Nam tại Antalyaspor, trận tứ kết 3 U23 Iraq, U23 Việt Nam 0:30 ngày 27 tháng 4 trực tiếp trên VTV5.